Vâng, sau đây em chuyển lên sóng những hoa hậu Lukman L309V em mới về. Thì em giao giá thì các bác cũng biết rồi, em cũng đã báo hết rồi, 24 triệu 500 là đã bao gồm phí ship rồi. Đấy, tốt nhất cho các bác mình sở hữu nha. Catalog danh nguồn là đầy đủ các bác. Đấy, hàng len keng hết nha. 309V, một trong những sản phẩm nổi trội của Lukman, chuyên phục vụ và ghép những cặp loa JBL, loa châu Âu, loa Nhật, loa Mỹ, tiếng đặc trưng của Lukman 309V rất là hay các bác. Đấy, em về những con này để phục vụ các bác nha. Mời các bác xem từ vỏ gỗ nó mộc mạc và độ đẹp của sản phẩm luôn. Nói về tiếng như tiếng bass của 309V tròn, gọn gàng. Giúp JBL tăng noi những dòng loa châu Âu, Mỹ, Nhật rất tuyệt vời. Series là 4358 nha. Con này là series là 4358 nha các bác. Mới len keng hai cầu loa. Đây đường tiếng hero vào. Đây, các bác nhìn những con chắc nước ngoài về này. Đấy, từ ốc ác bên trong nó mới coi. Đây phần tản nhiệt của sò tổng quan phía sau này, series là 4358 nha các bác, nhớ giúp em nha, series 4358 Catalo này. Đấy, các bác nhìn cạnh của cục gỗ này, 309V, 24.500.000 đã bao gồm phí ship. Bác nào mình chuyển khoản đủ em bớt 200, còn 24.300.000, còn cọc tiền cọc khoảng 2 triệu trở lên giúp em ship hàng và các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại cho bưu tá. Rồi sau đây tắt máy thì em bảo hành nhân riêng và tắt cơ quan nhất là máy là chắc nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, em đều báo series đầy đủ hết cho tất cả các bác nha. 4358 len keng luôn nha. Bảo hành là riêng toàn tuyệt đối và cũng như là bảo dưỡng bảo trì trọn đời sản phẩm để của các bác mua tại shop em nha. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Các bác nào cần gì cứ liên hệ cho em hoặc là nhắn tin qua Zalo nha. Zalo bên em thì nó hơi bị đầy, tại vì em kết bạn rất đầy, hai Zalo mà đầy hết trơn các bác. Nhưng các bác thông cảm nha. Còn nếu các bác mình chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em luôn, ủng hộ kênh. Sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn, độ đẹp của linh kiện. Đây, em mời tất cả các bác cùng ngắm. Con này bản tủ đen, các bác nhìn từ chi tiết rút dây này, mộc mạc của em nó này. Đấy, keo này. Đấy, keo giữ những tủ rồ le này, dây nhựa này. Thấy đẹp không? Đấy, tăng phô này, chụp cái nước sơn các bác. Bản nội địa nha, bác điện 100V. Các bác có thể cắm 110 nha. Bốn con Toshiba chữ đỏ này các bác, nguyên mộc mạc của nó này. Đấy, mặt này đẹp ngất ngây không? Chắc từng chi tiết luôn. Bác nào sưu tầm thì cứ liên hệ cho em nha, em giao thì giá không cần bằng về giá luôn. Lúc trước có một bác nào ấy liên hệ chậm ấy, em bán mất hầu lượt về ba con đó. Em giao mất thì bác phải đi mua giá tới 26.500.000 ấy. Bác đang nói chung là mình đang mê rồi thì giờ mình không có chờ được, em bảo chờ khoảng một tuần là em sẽ có hàng về nhưng mà không chờ được, phải chấp nhận đi mua ngoài Hà Nội. 26.500.000 em vẫn giao con này là 24.500.000 các bác. Thứ nhất là em khâu hàng về, em là không qua khâu trung gian, thứ hai là lại chút đền thôi, đã bao gồm phí ship và cũng như đã bao gồm bảo hành cho các bác rồi. Em bảo dưỡng bảo trì máy là trọn đời nha, còn bảo hành là riêng máy riêng hết nha, nên các bác yên tâm sử dụng. Đây là bốn con kích này bác, bốn kích nói chung là nguyên bản các bác, chất ốc này, nguyên mộc mạc đó này. Đấy, phê chưa, hợp đồng hoàn hảo hết. Trước khi hàng đi em đều làm video test cho tất cả các bác hết rồi. Đây là video con 309V series là 4385, series cuối, em thường thường đọc series cuối 4385 nha. Bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nha, cọc tiền cọc 2 triệu trở lên giúp em, còn chuyển khoản đủ thì em bớt tiếp là 200.000, là còn 24.300.000 là bao ship rồi đó các bác. Rồi em bao ship nữa là em các bác còn mua con này khoảng 24 triệu cho mấy đâu. Đấy, tốt không, hàng đẹp ngất ngay, phi khô tay luôn. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.